Lan rừng bản Đô Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay em đưa hoàng nhạn và phi điệp và mật ong của rừng Buôn Đôn đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852, kênh Lan rừng bản Đô Minh Lý. Sau đây em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. H1 đây mọi người nhé, rất đẹp luôn. Một chậu hoàng nhạn 3 cây, rất là to đẹp. 3 cây rất là to đẹp nhé. Ai chốt H1 này với giá là 350k, em bao ship cho mọi người. Bao ship luôn nhé, gửi cả chậu và bao ship cho mọi người luôn. 350k, chậu rất đẹp nhé. H2 đây, một chậu lá xếp rụt rịt luôn, bản lá rất là to, lá mít rất đẹp nhá, rất là to luôn. 3 cây, 3 khúc nguyên bản nhá, đây là những khúc nguyên bản em thuần lên, rất là tuyệt vời. Ai chốt với giá là 350 em bao ship H2. H3 tiếp tục một chậu 5 cây, chậu này 5 cây luôn, 5 ngọn 5 cây rất đẹp nhá, 5 khúc nguyên bản này. Đấy, ai chốt chậu này với giá cũng là 350 em bao ship H3. H4 chậu 3 cây, 3 khúc nguyên bản 3 cây, rất là to, rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn nhé mọi người. Ai chốt chậu này cũng là 350k, em bao ship. H5, chậu 2 cây, rất là to, 2 cây rất to luôn. Ngoài ra còn có 2 cây nhỏ kèm theo đây. Hôm nay cũng là đã được 4-5 lá rồi, cũng rất đẹp rồi. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350 em bao ship H5. H6, một chậu 3 cây, 3 khúc nguyên bản 3 cây, rất là đều, rất là đẹp. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350 em bao ship H6, 350k bao ship. H7, một chậu 3 cây ghép theo kiểu tam giác 3 cây, rất là đẹp luôn, xếp rụt rịt luôn. Ai chốt cũng có giá là 350 em bao ship. H8 cũng vậy luôn, một chậu xếp theo kiểu tam giác 3 khúc nguyên bản 3 cây, rất tuyệt vời đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350 em bao ship H8. H9. Đây là một chậu 3 cây thẳng hàng, rất to đẹp. 3 cây rất là to đẹp. Đây, rất tuyệt vời luôn. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350 em bao ship H9. H10, một chậu 3 cây thẳng hàng, to, đẹp, những khúc nguyên bản tuyệt vời luôn nhá. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350 em bao ship. Tất cả hoàng nhạn của em là hoàng nhạn nguyên bản được thuần lên mọi người nhá. Hàng nguyên bản từ rừng về nhá. Những khúc nguyên bản còn nguyên đai nguyên kiện luôn. H10 350 bao ship. H11, chậu này là 5 khúc 5 cây.
5 khúc 5 cây, 4 khúc 5 cây. 4 khúc 5 cây nhá. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350, em bao ship H11. H12. Chậu 3 cây, 3 khúc. 3 cây 3 khúc. Rất là to. Rất là đẹp luôn. Ai chốt chậu này cũng có giá là 350, em bao ship. H13. Chậu 3 cây. Xếp rụt rịt thẳng hàng, rất là đẹp. Với giá cũng là 350, em bao ship. H13 350 bao ship. H14. Đây là một giò phi điệp mọi người nhá. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Rất là thơm. Phi điệp của rừng Buôn Đôn, phi điệp tím rừng Buôn Đôn nhá. Rất thơm, rất đẹp. Rất là thơm và rất là đẹp nhá. Đang lên mầm gốc, rất là sung luôn. Đang lên mầm gốc đây mọi người. Đang lên là một mầm, hai mầm. Và đây là ba mầm, ba mầm gốc. Về mọi người chăm sóc thì nó sẽ lên nhiều hơn. Có thể làm ki được nhiều hơn nhá. Một giò rất là to luôn. Một giò phi điệp rất to, đang hoa rất là đẹp luôn nhá. Ai chốt giò này với giá là 300k, em bao ship. Em gửi hết toàn bộ cả giò như thế này, 300k bao ship tận nhà cho mọi người. Giữ nguyên mặt hoa luôn nhá. 300k bao ship. H14. H15. Đây là một chậu đang nụ luôn mọi người. Đang nụ luôn nhá. Có hai mầm gốc rất là to, rất là khỏe, rất là đẹp. Đang đi rất sung luôn. Và thân già, thân tơ thì có 3 thân và một thân đang hoa. 3 thân, một thân thì đang có nụ đây. Đang có nụ luôn. Ai chốt chậu này với giá là 250k, em bao ship cho mọi người. 250 bao ship nhá. H15 250 em bao ship. Rất là đẹp luôn nhé. Rất đẹp. H16. H16 đây. Cũng là một chậu đang đi. Hai mầm gốc đang đi rất là đã luôn. Hai mầm gốc đang đi như phi như tên lửa. Đây một ki. Một ki ở đây. Đang ra rễ rồi. 2 ki, 3 ki, 4 ki, 5 ki, 6 ki. 6 ki đã ra rễ rồi mọi người nhá. Đã ra rễ, đã và đang ra rễ nhá. 2 mầm gốc, 6 ki trên thân. 2 mầm gốc, 6 ki trên thân. Một chậu rất là sung, rất là đã luôn. Ai chốt chậu này với giá là 300k, em bao ship. 300k phi điệp rừng Buôn Đôn mọi người nhá. Chậu này 300k. H16 300 em bao ship cho mọi người luôn. Đấy. Kỳ lên như măng luôn. Kỳ tự nhiên nhá. H17. Cuối cùng H17. Đây là mật ong rừng. Mật ong rất là nguyên chất đậm đặc luôn mọi người. Đấy. Rất là nguyên chất đậm đặc. 1 lít này là 1,4 ký mọi người ạ. 1 lít này là 1,4 ký nhá. Rất đậm đặc, rất là thơm ngon. Rất là chuẩn chất lượng. Để cho mọi người có thể sử dụng làm thuốc. Có thể sử dụng ở trong gia đình. Chuẩn chất lượng mật ong nguyên chất. Mọi người nhá. Nguyên chất zin luôn nhá. Đấy. Chữ uy tín phải để hàng đầu. Mật nguyên chất, mật chuẩn chất lượng.
Ai chốt H17 này 1 lít 700k mọi người nhá, 1 lít là 700k. Đấy là tổng toàn bộ 17 đơn hàng. Sáng hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đô Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.